Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defend, trong bản tin 19 giờ tối ngày hôm nay ngày 30 tháng 3, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn một thông tin đáng lưu tâm liên quan tới việc trang bị sử dụng máy bay chiến đấu của Nga trong khu vực Đông Nam Á. Như đã biết, ngoài Việt Nam, trong khu vực Đông Nam Á hiện nay còn một số quốc gia khác cũng khai thác và sử dụng các dòng tiêm kích hiện đại do Nga sản xuất, điển hình là Malaysia và Indonesia. Ngoài ra, các nước như Thái Lan, Philippines, Lào, Campuchia sử dụng một vài loại vũ khí trang bị khác, chủ yếu là trực thăng, súng ống đạn dược, phương tiện cơ giới. Và kể từ khi cuộc chiến tranh Ukraine nổ ra, cũng như Việt Nam, các quốc gia sử dụng hệ vũ khí Nga, cũng như các nước sử dụng chung cả hệ vũ khí phương Tây như Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines đều chịu ảnh hưởng. Điều này đã khiến họ chần chừ về việc có hay không tiếp tục sử dụng vũ khí Nga. Sự tác động đó không chỉ tới từ nội tại mà cả từ bên ngoài. Chúng ta chắc vẫn còn nhớ Philippines buộc phải hủy bỏ hợp đồng mua trực thăng Mi-17 của Nga khi cuộc chiến nổ ra. Dù vậy, không phải quốc gia nào cũng sẵn sàng loại bỏ các loại vũ khí hiện đại của Nga bất chấp sức ép. Mới đây, theo tờ FMT của Malaysia, nhà thầu chính duy trì dòng máy bay do Nga sản xuất trong không quân Malaysia tuyên bố các chiến đấu cơ Su-30 MKM của nước này có khả năng duy trì trong khoảng 2 thập kỷ nữa. Ông Faza Suhada, giám đốc điều hành của tập đoàn hàng không vũ trụ SDN-BHD cho biết, công ty có khả năng đảm bảo các máy bay chiến đấu đã 16 năm tuổi, loại tiên tiến và hiện đại nhất của đất nước duy trì cho tới năm 2035, dĩ nhiên là phải phụ thuộc vào tình trạng sẵn có của các bộ phận. Ông cũng cho biết, công ty có đủ năng lực để đại tu Su-30 MKM tại Malaysia với chi phí chỉ bằng một nửa so với việc phải gửi tới Nga để làm điều này. Được biết, mỗi chiếc Su-30 MKM cần 27 triệu đô để đại tu sau 1.500 giờ bay hoặc 10 năm hoạt động. Ít nhất, 70% đội bảo trì của chúng tôi là các kỹ thuật viên và kỹ sư của không quân Hoàng gia đã nghỉ hưu, những người được thuê nhờ có chuyên môn sâu rộng trong việc sửa chữa máy bay phản lực, vị này chia sẻ. Như vậy, với thông tin này, có thể nói Malaysia đã trở thành quốc gia thứ hai ở khu vực Đông Nam Á có năng lực đại tu Su-30 trong nước thay vì phải gửi chúng tới Nga. Vậy, thế quốc gia đầu tiên là ai? Vâng, đó là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quốc gia đang có số lượng Su-30 nhiều nhất ở khu vực Đông Nam Á. Có thể nói, trong lĩnh vực đại tu, tăng hạng các loại máy bay chiến đấu hệ Nga-Xô, Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở khu vực có khả năng tự đại tu trong nước, khởi đầu là dòng máy bay tiêm kích MiG-21 đã ngừng bay vào năm 2015, Su-22M, M-4 và UM-3K. Và hiện tại, đang triển khai dự án đại tu Su-27SK, UBK và Su-30MK, MK-2. Việt Nam nhập khẩu những chiếc Su-30 MK đầu tiên từ Nga vào năm 2003, đến nay sau hơn 20 năm sử dụng, chúng bắt buộc phải đại tu, tăng hạng nếu muốn sử dụng tiếp. Theo tạp chí Kỹ thuật và Trang bị, trực thuộc Tổng cục Kỹ thuật, hiện tại nhà máy hàng không A-32 đang tiến hành dự án đầu tư công nghệ sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn sử dụng máy bay Su-27SK, UBK và máy bay Su-30 MK-2 giai đoạn 3. Ở giai đoạn 3 này, A-32 tập trung bảo đảm công nghệ cho sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn sử dụng máy bay Su-30 MK-2, bảo đảm công nghệ cho sửa chữa 297 chủng loại phụ tùng, thiết bị lẻ máy bay Su-27 và Su-30. Và đến thời điểm hiện tại, nhà máy đã xây dựng được quy trình công nghệ sơ bộ sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn Su-30 MK-2 và quy trình công nghệ sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn sử dụng Su-27SK, UBK lên 35 năm. Đồng thời, siêu tầm, nhập khẩu hàng chục nghìn trang tài liệu công nghệ có nguồn gốc từ Sukhoi, tổ chức biên soạn hàng trăm nghìn trang tài liệu công nghệ phục vụ công tác tra cứu, sửa chữa. Xây dựng hàng chục bộ tiêu chuẩn cơ sở thiết bị lẻ, hệ thống máy bay Su-30 MK-2 và tiêu chuẩn cơ sở cho máy bay Su-30 MK-2 sau sửa chữa. Catalog các bản vẽ chế tạo chi tiết vật tư kỹ thuật của Su-27-30 và ảnh xếp bộ máy bay Su-30 MK-2. Một số thông tin ngắn gọn để chúng ta được biết thêm về câu chuyện sửa chữa máy bay chiến đấu hiện đại ở các nơi trong khu vực. Đôi khi, nhiều người có thể cho rằng có cái máy bay thôi, có gì mà không sửa được. Phải nói như thế này, máy bay chiến đấu phản lực nó khác với ô tô rất nhiều nếu không muốn nói là cách nhau như từ mặt đất tới vũ trụ. Thực ra, nó đơn giản nhất là hầu như các nước mua máy bay chiến đấu khi sửa chữa tăng hạng bắt buộc phải đặt hàng nhà sản xuất. Không thầy, đố mày làm nên. Bên kia bán máy bay chứ không bán tài liệu thiết kế, sửa chữa, muốn thì phải thuê, còn mua thì tùy từng cái họ mới bán. Bán máy bay chiến đấu chỉ là phần ngọn của câu chuyện, chi phí sửa chữa máy bay có khi còn tốn hơn thế. Do đó, đây là mỏ vàng của nhà sản xuất máy bay, mà đã là mỏ vàng thì ai muốn chia sẻ đâu. Thế Malaysia, Việt Nam lấy tài liệu từ đâu ra để nghiên cứu sửa chữa trong nước? Đó là bí mật của Malaysia, cái này chúng tôi không rõ,
còn của Việt Nam theo tạp chí Kỹ thuật và Trang bị. Đội ngũ nhân viên kỹ thuật của nhà máy A32 được huấn luyện tại nhà máy sửa chữa 558 của Belarus, nhà máy chế tạo UOM3 của Nga, đồng thời được huấn luyện và trực tiếp thành thạo công nghệ khi sửa chữa tăng hạng sử dụng máy bay Su-27SK, UBK cùng chuyên gia nước Cộng hòa Ukraine. Cùng với việc thực hiện nội dung giám sát và sửa chữa tại nhà máy Mikremon và Novato của Ukraine, thực chất là huấn luyện công nghệ ở nước ngoài, được cấp chứng chỉ sửa chữa phụ tùng máy bay Su-27, nhà máy đã kết hợp với huấn luyện trong nước. Các hoạt động này đã đảm bảo sẵn sàng cho việc sửa chữa Su-27-30 với công suất từ 2 đến 3 chiếc một năm. Cho nên, về mặt quan điểm với cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, Việt Nam chọn cách đứng giữa là có rất nhiều ẩn ý. Không phải chỉ là sức ép quốc tế, cân bằng quan hệ thôi đâu, mà liên quan tới cả an ninh quốc phòng của chính chúng ta. Nhưng thôi, thông tin tối nay là về Malaysia mà. Thế, có ai thắc mắc về dòng máy bay Su-30 MKM của Malaysia có gì khác biệt với Su-30 MK2 của Việt Nam hay không? Của họ hay của ta hiện đại hơn? Tản mạn thêm một chút nhé. Sau Việt Nam, FMT cho rằng Malaysia cũng là một trong những quốc gia Đông Nam Á tiên phong sử dụng máy bay chiến đấu của Nga, đã mua 18 chiếc MiG-29N vào năm 1995, tiếp theo là 18 chiếc Su-30 MKM vào năm 2007. Hai thương vụ này là minh chứng cho việc Malaysia chấm dứt việc phụ thuộc nguồn nhập khẩu vũ khí trang bị từ Anh, Tây Âu và Hoa Kỳ. Vâng, Việt Nam thì đa dạng hóa nguồn hàng ngoài Nga, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines thì đa dạng hóa sang nguồn hàng Nga. Kể cũng thú vị. Về phần Su-30 MKM, NATO định danh là Flanker H là mẫu máy bay tiêm kích siêu cơ động dành cho không quân Hoàng gia Malaysia do Tổng công ty Yakut của Liên bang Nga sản xuất theo thiết kế của OKB Sukhoi. Phải nói rằng, so với Su-30 MK2, Su-30 MKM hiện đại hơn hẳn, đó là một điều chắc chắn. Bởi Su-30 MKM được phát triển trên cơ sở phiên bản hiện đại nhất của dòng Su-30 MK, đó là Su-30 MKI của Ấn Độ. Hai phiên bản này sử dụng chung không thân, động cơ có thể đổi hướng vector lực đẩy và hệ thống lái fly-by-wire. Dù vậy, MKM sẽ có sự khác biệt ở hệ thống điện tử so với Su-30 MKI. Trên MKM cũng được tích hợp khá nhiều thiết bị điện tử hàng không có xuất xứ từ thế giới phương Tây, ví dụ như hệ thống màn hình húp, hệ thống chỉ thị hồng ngoại nhìn phía trước của công ty Thales Cộng hòa Pháp có khả năng triển khai khí tải chỉ thị mục tiêu gắn ngoài Damocles cũng do Pháp sản xuất. Damocles là khí tải chỉ thị mục tiêu tích hợp laser đo xa, công nghệ ảnh nhiệt tích hợp với hình ảnh có độ phân giải cao, có thể dùng để chỉ thị mục tiêu cho bom dẫn đường laser Pathway của Mỹ, BGM và AASM của Pháp. Tuy nhiên, hiện không có thông tin rõ ràng về việc liệu Su-30 MKM có thể triển khai kèm vũ khí phương Tây hay không, hay khí tải này sẽ tăng cường thêm khả năng chính xác khi nó có thể nhận diện mục tiêu xe tăng cách tới 27 km. Ngoài ra, Su-30 MKM còn sử dụng cảm biến cảnh báo tên lửa tấn công và cảm biến cảnh báo bị laser chiếu xạ do Nam Phi sản xuất. Ở đây, chắc là cũng có người lưu ý chúng tôi về việc Su-30 MKI của Ấn Độ cũng tích hợp đồ phương Tây mà, có gì khác đâu. Đúng rồi, nhưng MKM chọn các thiết bị khác so với MKI. MKI của Ấn Độ trang bị khá nhiều khí tải từ Israel, bao gồm màn hình húp, màn hình LCD, hệ thống tác chiến điện tử gắn ngoài, hệ thống chỉ thị mục tiêu gắn ngoài, cũng như hệ thống định vị vệ tinh của Pháp. Còn lại, các hệ thống tác chiến điện tử, radar mạng pha, hệ thống định vị quang điện tử đều do các nhà máy hàng đầu của Nga sản xuất và tích hợp. Su-30 MKM có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chế áp phòng không khi trang bị hai thiết bị gây nhiễu điện tử SAP-518 và tên lửa chống bức xạ KH-31P với tầm bắn 110 km. Nó được trang bị radar mạng pha N011M để chiến đấu trên không tầm xa. Đây là một trong những loại radar mạnh nhất trên dòng Su-30, hiện chỉ xuất hiện trên dòng Su-30 MKI và Su-30 MKM. N011M có tầm chính xác 400 cây, có thể theo dõi mục tiêu cách 200 cây ở bán cầu trước, 60 cây ở bán cầu sau trong chế độ không đối không. Nó có thể phát hiện mục tiêu kích cỡ như MiG-29 cách 140 cây ở bán cầu trước, có thể theo dõi cùng lúc 15 mục tiêu trên không và điều khiển tên lửa hạ 4 mục tiêu trong số đó bằng các tên lửa như R-27, R-77. Trong chế độ không đối đất, nó có khả năng phát hiện và theo dõi các mục tiêu mặt đất, trên biển, đang di chuyển, định vị và theo dõi cùng lúc 2 mục tiêu mặt đất, mặt nước. Theo các đánh giá thử nghiệm, N-011M có thể phát hiện một nhóm xe tăng cách 40-50 cây, mục tiêu cỡ tàu khu trục cách 80-120 cây. Nó có khả năng triển khai tới 4 tên lửa hành trình chống hạm siêu âm KH-31A với tầm bắn 70 cây hoặc 3 tên lửa hành trình KH-59MK có tầm bắn chống hạm lên tới 285 cây. Cả hai loại vũ khí chống hạm này đều được Malaysia nhập khẩu từ Nga. Phải khẳng định rằng, về công nghệ radar trên Su-30 MKM vượt trội loại radar trang bị cho phiên bản Su-30 MK2 được tuyên bố là tối ưu cho khả năng tấn công mục tiêu mặt nước.
Nhưng như các bạn thấy là tiêm kích đa năng Su-30MKM cũng có thể tấn công mặt nước bình thường. Một điểm ưu việt nữa của Su-30MKM so với Su-30MK2 đó là khả năng siêu cơ động được tạo ra nhờ cặp động cơ AL-31FP tích hợp vector lực đẩy hay còn gọi là TVC. Điểm dễ nhận thấy nhất là việc vòi phun động cơ phản lực có thể thay đổi hướng lực đẩy để điều khiển cao độ hoặc vận tốc góc của vật chuyển động. Ưu điểm mà nó mang lại là cho phép máy bay thực hiện một số kỹ thuật nhào lộn mà động cơ thông thường không thể làm được. AL-31FP có cùng lực đẩy 12,5 tấn như AL-31F của dòng Su-30MK-MK2 nhưng có thể làm lệch vòi phun của nó tối đa cộng trừ 15 độ với tốc độ 30 độ một giây. Vòi phun của AL-31FP có thời gian sử dụng trước đại tu là 500 giờ, trong khi thời gian đại tu sửa chữa động cơ AL-31FP là 1.000 giờ. Cả hai đều có tuổi thọ 2.000 giờ bay. Về chế tạo động cơ AL-31FP ngoài Nga, hiện nay còn có tập đoàn HAL của Ấn Độ nên không lo lắng lắm về việc chẳng may hết động cơ thì lấy gì mà bay. Với hai động cơ AL-31FP, Su-30MKM có thể đạt vận tốc 2.120 km/h, tầm bay 3.000 cây, tầm bay cực đại 8.000 cây với hai lần tiếp nhiên liệu trên không, trần bay 17.300 m, tốc độ leo cao 250 m/s. Nó có khả năng mang tối đa 8 tấn vũ khí, thực hiện nhiệm vụ tác chiến với bán kính 1.296 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Về hệ vũ khí theo kèm, nhìn chung, hệ Su-30 nói chung dùng chung bộ vũ khí với nhau, chỉ có điều anh có đủ tiền mua full bộ hay không mà thôi. Với tính năng này, Su-30MKM là máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Không quân Hoàng gia Malaysia. Sức mạnh của nó vượt trội mẫu FA-18D Hornet mà nước này nhập khẩu 8 chiếc từ Mỹ năm 1997. Về giá cả của một chiếc Su-30MKM, theo các nguồn công khai, năm 2003 họ đã mua 18 chiếc với giá 900 triệu đô, trung bình là 50 triệu đô một chiếc, có thể đã bao gồm vũ khí, trang thiết bị dự phòng theo kèm. Trong khi đó, giá một chiếc Su-30MK2 hồi năm 2012 rơi vào khoảng 37,5 triệu đô một chiếc, chưa bao gồm vũ khí. Dĩ nhiên, các bạn lưu ý giúp cho, chúng tôi đang so sánh một cách đơn sơ theo tham số kỹ thuật công bố. Còn tất nhiên, với chúng ta không nhìn nước bạn họ mua, mà là ta nhìn vào nhu cầu, đối tượng tác chiến của ta để nghiên cứu phương án cho phù hợp. Malaysia có nhu cầu và đối tượng riêng của họ, ta cũng vậy, cho nên không thể nói Việt Nam hay Malaysia đi sai khi mua Su-30MK2 và MKM, hãy lưu ý giúp cho, xin cảm ơn. Sau cùng, bản tin hôm nay chỉ muốn hướng tới một vấn đề, đó là bất chấp những khó khăn từ cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, khó khăn từ sức ép của Mỹ và phương Tây đối với việc mua sắm khí tài từ Nga, các nước đã và đang dùng vũ khí của Nga vẫn kiên định với lựa chọn của mình.